đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời. Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dài, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mưa xa xin chào bác, hôm nay xin giới thiệu cái dòng amply stereo hai kênh của Pioneer có model là AD1. Thì với cái dòng này nó sẽ áp dụng cái công nghệ sò MOSFET mới ha, thì nó đã ghi độc quyền cái công nghệ của nó trên đây. Và với cái amply này nó có thiết kế là mặt màu vàng chanh, nhìn rất là đẹp. Thì với cái cấu tạo của nó thì nó sẽ chạy là 4 cái sò MOSFET. Và công suất tiêu thụ điện của nó là 110W. Thì các bác sẽ thấy là đây nó đã ghi công suất của nó là 75W một kênh loa. Và với cái công nghệ là Direct Energy MOSFET. Và với cái dòng amply này nó cũng có khả năng là đánh được loa A, B và A cộng B. Với cái nút, hai cái nút tùy chọn vào bên đây. Và với những cái chức năng cơ bản của dòng amply stereo như là low net ha, chỉnh bass chép thì rất là sáng tiếng rồi, nút ba lăng và nút direct đây. Và đặc biệt là cái dòng amply Pioneer hai kênh này nó sẽ điều khiển được bằng cái khiển ha, với cái mắt nhận hồng ngoại đây. Và máy về em đã làm được một cái remote học lệnh và có thể là điều chỉnh cái ngõ vào vào bằng những cái nút là 1, 2, 3, 4 ha. Đây. Đây, nó sẽ điều chỉnh các ngõ vào ha, hoặc là nút tùy chỉnh dưới đây sẽ điều chỉnh luân phiên các ngõ vào ha. Và volume với cái dòng này, volume của nó được điều khiển bằng một cái động cơ ha. Khi ta nhấn thì cái nút volume nó sẽ xoay theo ha, cộng trừ. Và với cái khiển này em đã học cái lệnh của amply này theo cái nút là sát ha. Khi mà chúng ta đã chuyển lộn qua những cái chế độ khác thì nó sẽ không bấm được ha, thì ta phải nhấn lại nút sát trên đây. Thì lúc này ta có thể điều khiển được cái volume và ngõ vào của cái dòng amply Pioneer AD1 này. Thì đây là cái khiển học. Và với cái sò MOSFET của nó thì theo cái hiệu năng của nó thì nó sẽ có tổn thất rất là thấp và chất âm của nó thì những hiện tượng nhiễu bị triệt tiêu và hiệu suất tín hiệu truyền tải rất là cao, do đó mà sẽ mang đến cái tín hiệu âm thanh sẽ rất là trong trẻo và sạch sẽ chi tiết. Và do đó thì cái sò MOSFET này nó đã được áp dụng rất là nhiều trong các hệ thống âm thanh cao cấp. Ngoài ra với cái dòng amply Pioneer AD1 này nó vẫn áp dụng cái mạch gọi là mạch tuyến tính phạm vi rộng và nó có khả năng điều khiển ổn định cái tín hiệu trên một cái dải rộng, vì vậy vẫn có thể tái tạo chính xác cái sắc âm tinh tế của âm thanh, nên chất âm của nó là cực kỳ sạch sẽ ha. Thì các bác sẽ thấy đây là tiếng chép nó cực kỳ sáng ha. Đây. Tiếng cực kỳ sáng ha. Thì với cái dòng này các bác có thể chơi rất là nhiều loại thể loại nhạc ha, và không kén loa ha. Thì đây là cái ruột gan của nó ha, còn khá là sạch sẽ ha. Thì nó sử dụng là 4 cái miếng tản nhiệt độc lập ha, sử dụng cho 4 con sò MOSFET. Ruột gan cũng rất là sạch.
những ngày anh đi hỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu bảy năm xa, để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cò mây. Đây là dòng được sản xuất tại Malaysia, đây là gọi tín hiệu vào điện áp 100V, công suất tiêu thụ điện là 110W, có khả năng đánh A, B và A cộng B. Với cái A hoặc là B thì cái trở kháng của nó là 4 ohm cho tới 16 ohm. Khi mà đánh A cộng với B, tức là cái loa tối thiểu của một loa A và B phải từ là 8 ohm cho tới 32 ohm. Thì đó là cái thông số kỹ thuật ghép loa của cái dòng Amply hai kênh AD1. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh con xa dần vùng trần xa với những tiếng của những cái dòng sử dụng MOSFET thì tiếng khá là sáng ha. Đường đi bước mòn sợ khi người đi. Thì ở đây em đang test bằng cái loa cột Denon, tiếng khá là sáng, khá là lực, khỏe. Và với cái kích thước của cái dòng Amply này là có chiều ngang là 420mm, chiều cao là 114mm và chiều sâu là 307mm, cân nặng là 4,7kg. Cho một dòng Amply Stereo đời mới của Pioneer sử dụng sòng MOSFET. Thì đây là cái bài test và giới thiệu các tính năng của dòng Pioneer AD1. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác.